bát nâu ná đá ôn nâu ná đá côn bát nâu mặt đông mà rung chạm thay cơ cánh lâu lâu chít lệch muối và trong chẳng nói mục cả ra sang cầu tàl hay tam nói lâu chít lệch muối cái nhận nói rung chạm thay cơ phun tập phun sang cắt bệnh ánh khăn cho mà bấu riêng chừng bây giờ nó và rồi ở phát hại nữa mình ơi miền nó na muối cú nạ ra cho lao chê và cứ còn miền cú nạ tại anh chê tại rồi về gặp hại nó còn tàu ban chi mà tôi đốt tàu lọt tàu sau kiện xoáy khai cái đá lại nó vinh và rồi về gặp hại nó cũng khơi sự mặt cái của một tin đi vòng đai hay dương một toàn đăng tha rút chân nhé của cô ơi mà cha vĩnh rư dạng na dạng này chê và phải mà tôi xin chân của cung để tiết thana nâng cao phải tôn của miền si ân nhu khai mình đi Espanol ni tại đồng ban à lâu ni dương ở cầm phung để tiết thana nâng dương thông mát nu và na rôm nằm công ca nghi cầm phung để thơ lưu nặt lâu tốt cánh tiger cánh nằm lâu chỉ lệ muối sân cắt bệnh anh khăn cho bàm bầu rít nằm bênh mà cả nạp bình ích nhóm mát rôm nằm công ca nghi cầm phung để thọt sai miền đột dân mạ hi nai phò xo mùi cương và đặc tu và mình đang tha bớt giang mấy là cua khang phết vẫn đang ở cửa lập chặt tu cho trái sầm nang óc mình miên là nào ơi bắt bong chịu bớt nông một phát là hai đại ca này lao và là sôm prem mất chết thana đang cạp sai cho chỉ mui ông gặp hiệp si anh nhu khai mới đi espe nhu nhom mắt rùm nông công hàng nghe chỉ mui ở lúc lúc say nên nhà prem mất chút sinh lực chun gặp cung để chết thana đang cạp sai cho bớt ông gặp hiệp si anh nhu khai mới đi espe nhu nên tại mà đong ba rút chun bằng con nó cứ mà hiền nai bỏ xó việc là lấy Phnom Penh bay ở mà bay phổ biến ha phổ biến bắc bộ đôi bờ rò mà nè tại sầm nang là o mà đo trong chậm nói mua cả sang tàu ta nắng cây lâu chết lấy mui sang cắt bảy anh khăn cho bàn phơi Phnom Penh cổ bàn bọt là cua khang phết chiều tốt bọn chặt tu cháo tại sầm nang o mình miền bong phô mình chia bờ rò có buông cả phơi là na đất miền ca rong phu nâng rong là buồn lao ba có cả lát ta chạy mà này anh chế ba cả lát tầm này anh chế ba nông ngủ phát hết khu hạ trả cho khu hoi ngọt ngay như mùi này mà lâu dương tầm mưa tự tập hiếp hay nâng là cam một hiếp nâng phát lệ cho bọt rút chân con ngờ nơi tích mơ ba ni phát lệ nhì và phát lệ cứ Phnom Penh bay ớ và bay phùm buôn ha phùm buôn và chạy tu chào ni tạm đoàn hay mình có mình thang ngô cái thứ hai như này chẳng lấy thế này cứ tập cầm một phiếu bỏ con này bà cứ lại cả hai này cứ thắt trong chỉ nói một cả sang total bà cả sang total thật lâu sang cắt về anh hành cho bà bầu riết thì này cũng quên như tại đòn bà hay rồi đến công ở nơi nắng miền các bà bỏ so bà vẽ xa lên phần năng đại nhóm bà nụ phần nào rùm nâng trong ca nghe chẳng giúp được ngay một cái buôn mong đi bản thơ cái đây là thang bay khó con luôn đòi biết bên trong thì mạch nam môi sâu mà chia say nắng hành cây phải tu phi thần nặng ở lúc lúc say nên nhà phải mất tu sinh chun cầm phong để tiết thần nặng nâng cao phải to là bỏ phò miền phi ân nhu phải mình đi về nhu đi tài lòng hay chỉ tiết dương mừng xa xua và bong sầm mặt cây ta còn vô rồi vô đi từ na rư và phục cô ơi mà cha với như dạng na chẳng lấy đấy ba phải mất tu sinh chun cầm phong để tiết thần nặng nâng cao phải to là bỏ còn miền tây hình như cái mình biết rồi nhưng mà còn ba lâu nhất lâu luôn chạy thay cơ trong chậm nói một ở cả sang total ba thật lâu à tận cắt về ai mà đang gặp cùng với tv mà về mình biết anh gặp thay còn bộ của miền tây hình như cái mình biết phải như như tại đòn mình đang tha tận cắt những score hai khăn những score hai phần đấy phun và vài gì phun về ai bằng dạng nào chẳng đấy nhưng mình còn các bạn là lâu chứ thì còn miền sai chun tiệt sơn nương cam bong ôn phải mất tiệt sơn nương cam đan chỉ mũi ong gặp dịp dương nhầm mưa sao phò nhầm mưa đi quất cứ giằng na giằng này tới ba giật ra giật lan giật lan ba lâu ní dương ở bảy giật bảy giai ngồi còn bong ôn sôm oi miền ca một lo trong chỉ nói như sôm oi miền ca phong bảy giật đời nơi khang mục nó rụt chun là lập chặt tu chào ní mình đang tha quất nó quất ngục một khang rồi là cua khang phê cho là giang na giang ấy đi bong ôn những cái thằng na đang cà phai cho là bọn của miền si anh nhu hay mình đi espe nhu đi tạm đong nhưng mà rum mình còn khang nghe chừng muối quất miền ông ở kiếp dương nhom đi ba nói gì lơ lúc đòi trong phiện phích một ca na muối sâu mà chia tay
ដល់បងប្អូនអ្នកទេសនិកជនកំពុងប្រជាធនានឹងការផ្សាយផ្ទាល់របស់ព័ត៌មានខេមរីអេសប៉េញូខេមដូចជាខេមញូនេះតែបងបាទឥឡូវនេះយើងព័ត៌មានមួយនេះយើងបងប្អូនប្រិមិត្តទេសនានឹងការផ្សាយផ្ទាល់របស់ព័ត៌មាននេះយើងសូមអញ្ជើញមកនៅទីនេះសូមមកផងនេះម្ឡងឡើយហើយរថយន្តនេះយើងចូលមើលទីមើលទូនេះមិនដឹងថាដឹកអីធ្ងន់យ៉ាងណាយ៉ាងណីយើងមិនទាន់ដឹងនៅឡើយទេបាទហើយទូនេះយើងចូលមើលបាទសកម្មភាពទូបាទឥឡូវនេះមានប្រេងហូរតក់តក់តក់តក់ហើយបាទប្រិមិត្តទស្សនិកជនកំពុងតែទេសនានឹងការផ្សាយផ្ទាល់ហើយប្រេងហូរយ៉ាងខ្លាំងបាទឥឡូវនេះទូនេះអីហឺដល់កនេះបងប្អូនអើយជួយមើលទាំងអស់គ្នាហើយឥឡូវនេះមិនដឹងថាយ៉ាងណាយ៉ាងណីគាត់មានទូចាក់ចោលឬយ៉ាងណាយ៉ាងណីបានកលាត់តែសំណាងល្អគុំអីនឹងមនុស្សនឹងមានការបាត់បង់ជីវិតធ្ងន់ហើយឬយ៉ាងណាយ៉ាងណីនេះបងប្អូនទស្សនិកជនកំពុងតែទេសនានឹងការផ្សាយផ្ទាល់ព័ត៌មាន CNU នឹង Family is Fenyu ខ្ញុំមកនូវណារួមនឹងក្រុមការងារលោកម៉ាមេដាកំពុងតែទេសនានឹងការផ្សាយផ្ទាល់ផតនៅទិដ្ឋភាពពិតពិតនឹងជូនឲ្យប្រិមិត្តទេសនាការផ្សាយផ្ទាល់យឺមោះអង្គភាពយើងខ្ញុំនេះយើងខ្ញុំអាចចែកចម្លែកព័ត៌មានមួយទៅដល់ក្រុមអ្នកបើកបរយន្តជាច្រើនអ្នកទៀតក៏ចូលសម្រាប់តាមគាត់ហើយមកដល់ចំណុចកាត់ហែនក៏បើកបរយ៉ាងណាយ៉ាងណីបានចាក់ទូចោលកលាក់ងាជើងនេះតែដងតែសំណាងល្អណាស់មានពជាបរដ្ឋនឹងបងប្អូនណាមួយរងរបួសឡើយហើយមានតែទូនឹងតែម្ដងបាទមានតែទូនឹងក្នុងហ្នឹងមិនដឹងថាមានដឹកអីទេខ្ញុំអត់ទាន់ដឹងទេគ្រាន់យើព័ត៌មានផ្សាយទេសនាក្នុងកម្មនេះកលឹះបាទកលឹះកុងតឺន័រកលឹះកុងតឺន័របាទប្រិមត្តទស្សនិកជនគំគុំតែតែទស្សនានឹងការផ្សាយផ្ទាល់របស់ព័ត៌មាន CNU បាទ CN បាទ CNU ខេមរីអេសប៉េញូនេះតែដងបាទឥឡូវជួយបងប្អូននឹងឲ្យបន្ទុកនឹងឲ្យយោបល់នឹងឲ្យកំណត់មើលតើប្រិមត្តទស្សនានឹងការផ្សាយផ្ទាល់របស់ព័ត៌មានយើងខ្ញុំនេះយើងមានត្រង់ចំណុចណាមួយដោយមានពាក្យពេចន៍លើសលុបអរគុណស្គងសូមមេត្តានឹងអធិស្ឋៃខន្តីអភ័យទោសពីចំណាក់អស់លោកលោកស្រីនឹងយ៉ាទៀតកំពុងតែទេសនានឹងការផ្សាយតរបស់ព័ត៌មានយើងនេះបាទហើយផ្លូវនេះផ្លូវរួមជាលេខ1បាទខាងនេះគឺភូមិទូតច័ន្ទភូមិជប់នេះដាក់បាទបាទឥឡូវភូមិតពូមជប់ភូមិបទលគ្នាតាមប្អូនប្រុសម្នាក់គាត់បានបញ្ជាក់ថាបាទសង្កាត់ព្រែកឯងភូមិតពូមខណ្ឌស្បាំពៅរៀនវិញបាទតាមបណ្ដោយផ្លូវជាលេខ1កែងផ្លូវទៅរោងចក្រផលិតស្រាបៀរ Tiger និង ABC នេះតែម្ដងបាទបងប្អូនប្រិមិត្តទេសនិកជនកំពុងតែទេសនាជាមួយការផ្សាយផ្ទាល់នេះហើយហតកងលោកជននេះយើងមិនគាត់ដឹងថាពីតើពូគាត់ឡើងគិតស្វាយវិញហើយអូទៅគិតបានទេអូគាត់ទៅគិតស្វាយវិញហ៎អូទៅចេះហ្មងជិះម៉ូតូអីគេអូនគាត់មានជិះម៉ូតូដុតអូគាត់ជិះម៉ូតូដុតណាតាមប្អូនប្រុសម្នាក់យើងមិនចង់ថតរូបគាត់ទេដោយគាត់បានផ្ដល់ព័ត៌មានច្បាស់បាស់និងព័ត៌មានពិតពិតជូនក្រុមការងារយើងខ្ញុំនេះហើយគាត់ថាពីណាប្តីប្រពន្ធនេះគឺរថយន្តកលាប់ចាក់ចោលនេះត្រូវបានគាត់ជិះម៉ូតូដុតទៅឯស្រុកជិនស្វាយខេត្តកណ្ដាលឯនោះហើយមិនដឹងថាគាត់ទំនាក់ទំនងជាមួយតកែរបស់រថយន្តនេះទីមិនដឹងឬយ៉ាងណាយ៉ាងណីទេយើងមិនទាន់ដឹងថាយ៉ាងណាយ៉ាងណីនេះបើប្រិមត់បងប្អូនទេសនាបាទឥឡូវមើលទិដ្ឋភាពទៅក្រដាស់ហ្នឹងមិនមានក្រដាស់ពុនឬក្រដាស់អីយ៉ាងណាយ៉ាងណីទេគាត់ខ្ទេចទីអស់លីងហើយគាត់អមប្រមូលយកអស់ហើយមានអីទេមានសល់តែសំបកទូនឹងក្បាលកុងតឺន័រនេះតែម្ដងហើយទូនេះមិនស្រាលទេមិនដឹងថាទូដឹកអីវ៉ាន់អីទេខ្ញុំអត់ទាន់ហ៊ានអូដឹកកណាត់បងហ៎អូគាត់ថាដឹកកណាត់បងអងសួរច្បាស់បងណែបាទហើយបងមានអាចបញ្ជាក់ថាគាត់ដឹកពីប្រទេសណាមកទៅណាទេបងអូបាទបាទក៏បងបាទបាទខ្ញុំបាទនេះអរគុណហើយបងប្រុសម្នាក់បានបញ្ជាក់ប្រាប់អ្នកព័ត៌មានយើងថាទូរជននេះគឺដឹកកណាត់ហើយមិនដឹងថាទៅរោងចក្រណាទេហើយមកដល់ចំណុចកាត់ហែននោះក៏ត្រាប់ហើយបត់ឡាគូខ្លាំងពេកត្រឡប់ចាក់ងាចោលដោយសំណាងល្អបានកំណោខ្វាច់ហើយនឹងនាំមានទឹកលាយគ្នាប៉ិប៉ិផងត្រូវបានបងប្អូននឹងប្រជាពលរដ្ឋនឹងក៏នេះក៏អត់មានប៉ះពាល់ដល់អាយុជីវិតបងប្អូនកំពុងតែធ្វើដំណើរនឹងទេសនាទេបានហើយចំណាយឯអ្នកបើកបរទាំងពីរហ្នឹងមានគ្រួសារគាត់មកជាមួយនោះមិនរងរបួសឡើយហើយក្រោយពេលកាត់ខែហ្នឹងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចរបស់ខ
ខណ្ឌច្បារអំពៅឬរាជធានីភ្នំពេញទេយើងមិនទាន់ដឹងច្បាស់នៅឡើយទេបានលោកមកទីនេះតែម្ដងបាទនៅទីតាំងនោះស្ថិតនៅតាមអំណោយផ្លូវជាតិលេខ1ត្រង់ចំណុចកែងផ្លូវរោងចក្រផលិតស្រាបៀរ Tiger នេះតែម្ដងស្ថិតនៅភូមិតាព្រំសង្កាត់ព្រែកឯងខណ្ឌបាទបាអំពៅរាជធានីភ្នំពេញមកហើយអ្នកបើកបរនោះមានការខ្វះខាតខ្វះខាតការប្រុងប្រយ័ត្នឬយ៉ាងណាយ៉ាងណីយើងមិនហ៊ានបន្ទោសគាត់ទេយើងជាព័ន្ធមានផ្សាយជូនចេតនាបឋមបាទនៅណាដែរអូននៅណាដែរកូនបាទនៅម្ដុំរោងចក្រ Tiger កែងផ្លូវផ្លូវជាតិលេខ1បាទត្រង់ចំណុចមុខការ៉ាសាំង Total ហើយតាមអំណោយផ្លូវជាតិលេខ1កែងចំណុចរោងចក្រ Tiger ភូមិតាព្រំសង្កាត់ព្រែកឯងខណ្ឌស្មាពៅរាជធានីភ្នំពេញឯណោះបាទហើយឧបទ្ទហេតុនេះមិនអោយមាននរណាមួយគូសនៈចរាចរឡើយទេបាទគឺគាត់មានគូសនៈតែឯងទេតែក្រោយពេលកាត់ហេតុហ្នឹងគាត់ទៅបានជិះម៉ូតូដុបត្រឡប់ទៅឲ្យស្រុកគៀនឆ្វាយខេត្តកដាលឯនោះវិញបាទក្រោយពេលកាត់ហេតុហ្នឹងអមក៏ឃើញសមត្ថកិច្ចក៏មកទីនេះផងដែរហើយយើងមិនទាន់ដឹងថារថយន្តនេះប្រគល់ឲ្យម្ចាស់វិញឬយ៉ាងណាយ៉ាងណីទេបាទប្រិមត្តទស្សនិកជនកំពុងតែទស្សនានឹងការផ្សាយផ្ទាល់ព័ត៌មាន CNU ខេមរនីអ៊ីស្ប៉ាញ៉ូលនេះតែម្ដងបានឥឡូវនេះយើងកំពុងតែទស្សនានឹងយើងតាមដានជាមួយអង្គភាពយើងមើលតើមិនអីមិនអីមិនវិញយើងមិនទាន់ដឹងទេថានៅណាច់អីមិនអីទេឥឡូវមើលកម្មភាពនៅពីចម្ងាយនេះតែម្ដងបាទឥឡូវនេះនេះម៉ោងនេះគឺម៉ោង 8:09 ហ្នឹងបាទបងប្អូនម៉ោង 8:30 នាទីបាទថ្ងៃទី13ខែធ្នូឆ្នាំ2020តាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ1កែងផ្លូវរោងចក្រផលិតសាបៀរ Tiger នេះតែម្ដងបាទបងប្អូនប្រិមត្តទស្សនាចំពងព័ត៌មាន CNU ខេមរនីអេសប៉ាញ៉ូលនេះតែម្ដងបាទហើយរោងការខូចខាតហ្នឹងគឺកញ្ចក់បែកខ្ទេចទីអស់តែម្ដងចំណែកកលេកង់ក៏ទៅបាក់ខូចខាតហើយទូនោះក៏ពត់កប៉ោចហើយនៅក្នុងទូនោះមានដឹកក្រណាត់សំលៀកបំពាក់របស់ក្រុមហ៊ុនកាត់ដេរមិនដឹងទេដល់បងប្អូនទស្សនាកំពុងតែតាមដានជាមួយអង្គភាពយើងខ្ញុំបាទតាមប្រភពព័ត៌មានបានឲ្យដឹងថាមុនពេលខាងហ្នឹងគាត់មកពីណាពីណីយើងមិនទាន់ដឹងទេនឹងច្បាស់ប៉ុន្តែគាត់ថានៅក្នុងទូនោះមានដឹកក្រណាត់បាទមានដឹកក្រណាត់ហើយមកដល់ចំណុចកាត់ថែងក៏សាប់ឡៃកលៈចាប់ចោលនេះតែម្ដងបាទចាប់ចោលក៏គិតគេគិតឯងឬយ៉ាងណាទេគ្មានហើយផ្លូវនេះគឺផ្លូវស្រឡះល្អណាស់ហើយតែគ្មាននរណាមួយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះឡើយបាទក៏រងរបួសស្រាលបន្តិចបន្តួចពីណាប្តីប្រពន្ធអ្នកបើកបរយន្តនេះតែម្ដងបាទឥឡូវយើងសូមមុននឹងបញ្ចប់ការផ្សាយតយើងសូមអរគុណចំពោះ